Rồi mấy anh em đến nơi cả nhà. Hôm nay mấy anh em này cái cô bắt cá cả nhà ơi. Dạ, kệ đi. Đây đặng thẳng á, đặng à. Người đầu. Chéo con cây kìa. Cây đắng kìa. Cái gì? Cái gô. Rồi cái lóc. Lóc tửng. Vô. Sản phẩm đầu tiên. Cái này nè. Cá bự rồi nha. Nào. Một cá lóc nữa cả nhà. Ô cá đó bự rồi Giang ơi. Có lóc trứng nữa. Ngon lành. Cái này còn nữa nè. Ngay chỗ đó đó. Đó luôn rồi, đúng. Ô, cái lóc nữa cả nhà. Ngon lành. Ồ, nãy giờ 5 con cá lóc rồi. Lóc gì khô mới ngon. Đó là đó. Ê. No. Cá lóc cho bá đó cả nhà, ăn quá ngon lành. Vô đó 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 đó. 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 Chín cái lóc rồi nha, ngon quá. Ngon lạnh, cái lóc không ha. Này bảy nó còn cái lóc rồi. Ừ, cá lóc bự cả nhà, ui quá đã, ngon lạnh, mắm mang kịp. Ê, cá bự đó, cá bự đó. Đó, cá lóc nữa cả nhà ơi, quá ngon.
con cá lóc nữa. Vô. Ê. Ờ, nằm ngoài. Hay quá. Ha, nằm ở ngoài trước là xong rồi. Đừng gấp, đừng gấp. Trời ơi. Ô, cá lóc cho bá luôn. Quá ngon lạnh. Hay quá. Ê, hai con luôn kìa. Con này đi. Nè, cái này nè, cái này. Ê. Trời ơi. Học không con à. Ồ, cá phi. Đã ngon. Kéo trên thẳng tay ra kéo đi giặt giặt cái nước này. Đó, đó, đó. Đó, dính cà phê. Ô, cà phê chà bá luôn cả nhà. Ui, quá đã. Ngon lành. Ồ, có khi là quá luôn. Quá đã. Cái này lung nó sâu. Tới hồi gói luôn. Rồi cái gỗ nu luôn. Đây. Đây. Nè, à, quá, cá lóc cả nhà. Đây đây nè nha. Mệt đó. Nè, rồi dịch cái nhà. Một cà phê. Chạy hả?
Ừ, chấp. Còn không? Ừ, có phi cho bá luôn. Quả đã cả nhà ơi. Để ba ơi, ngon lành. Nghe nó sảy rồi. Quá hay. Ê, chọn con chó ơi, chó ơi. Con cá chà bá luôn. Ờ, chọ đi chạy. Nó chạy nhanh như máy trời. Ôi trời. Nó chạy như máy vậy. Nhanh thiệt chứ. Trời ơi, uổng cá lóc ghê trời. Lọc qua đà đây cá bự đó. Ê chà cái gì xảy hả? Ồ có lóc cho bá luôn cả nhà ơi. Quá đã vô. Ồ có phi quá ngon. Lóc đã bụi qua đã. Đó 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 rồi vậy. Ủa, cái lóc trứng. Quá ngon. Cá rô, con nù luôn. Cá phi. Cái quạt đồ bự. Nhìn nè. Cái gì? Ô cá lóc chà bá luôn. Quá đã cả nhà ơi. Rồi. Im im. Ngon lành từ nãy giờ. Quá ngon. Cá lóc đậm nữa. Vô. Quá đã. Cái ô chà bá luôn, nó đã u lù luôn. Lóc nữa vô.
chết chân à. Chết hết mớ rồi. Nó ham không? Nó nuôi có phi cho bá luôn nè. Mấy cái phi đó gì kho lạc. Cái lóc này kho tiêu ngon lắm nè. Nó nhỏ nè. Nó tửng nè. Con này bự nè. Cái quả mấy anh em nè cả nhà. Quá cái lóc cả nhà. Cái mấy cái phi. Nó tửng nhóc trơn nè. Đây hình là người mới giới luôn cả nhà. Nếu cả nhà đang hay thì quên bấm like chia sẻ. Và cái kênh ủng hộ nha nhà. Tạm biệt cả nhà nha.